Hân hạnh giới thiệu bộ phim Bao Thanh Thiên do Trung Quốc sản xuất. Trác Mỹ Án. Đạo diễn Lưu Lập Lập, Lý Bảo Năng. Giám chế Lâm Sơn Hà, Mã Tú Nga. Biên kịch Kim Siêu Quần. Với các diễn viên Kim Siêu Quần trong vai Bao Trận, Hà Gia Kính trong vai Triển Chiêu, Phạm Hồng Hiên trong vai Công Tôn Sách, Cao Lượng trong vai Nhân Tông, Long Long trong vai Bác Dương Gia, Âu Thiện Thiện trong vai Lý Phi, Lưu Kim Toàn trong vai Dương Thừa Tướng, Trần Đình trong vai Tần Hương Liên, Dương Hạo trong vai Trần Thế Mỹ, Hương Hoa trong vai Lạc Bình Công Chúa, Dương Bình trong vai Ngụy Minh, Trình Dũng trong vai Hàn Kỳ, Đinh Tiểu Long trong vai Dương Triều, Phú Hoàng Giai trong vai Mã Hán, Cao Tĩnh Nam trong vai Trương Long, Ngô Hải Nhược trong vai Triệu Hổ và một số diễn viên khác. Ngự tiền tứ phẩm đế đa hộ vệ Triển Chiêu khấu kiến Thái hậu. Bình thân. Tạ Thái hậu. Sao Triển hộ vệ lại đến đây? Triển Chiêu được lệnh của Bao đại nhân đưa Tần Hương Liên vào cung. À, Tần Hương Liên đâu? Đang chờ lệnh bên ngoài. Truyền ả vào đây. Dạ. Triển hộ vệ có gì muốn nói sao? Vì chuyện của Tần Hương Liên phải không? Thái hậu sẽ có quyết đoán. Triển Chiêu không tiện nói nhiều. Triển hộ vệ tránh mặt cũng tốt, khỏi phải khó xử. Dân phụ Tần Hương Liên khấu kiến Thái hậu. Ngươi chính là Tần Hương Liên? Dạ. Hãy ngẩng đầu lên. Các ngươi lui hết đi. Triển hộ vệ, khanh cũng lui đi. Đây là chuyện của gia đình ta. Dạ. Bây giờ không có ai cả. Ngươi đứng dậy nói chuyện, không cần phải quỳ. Tạ Thái hậu. Ai gia biết ngươi bụng đầy oán hận, cũng biết ngươi không muốn giáp mặt nói chuyện với ai gia. Nhưng chuyện có liên quan đến phu quân của công chúa với ngươi, ai gia lại là mẫu thân của công chúa, dĩ nhiên là trưởng bối trong nhà. Cho nên, chỉ còn cách mời ngươi kiên nhẫn nghe ai gia nói cho rõ. Thái hậu không những là mẫu thân của công chúa, đồng thời cũng là tấm gương của phụ nữ thiên hạ. Quả nhiên là con cháu đèn sách. Phát ngôn không sắc bén nhưng lại nói trúng đích. Có phải ngươi muốn ai gia xử chuyện này theo việc công không? Thái hậu mẫu nghi thiên hạ, không cho phép dân phụ hỗn láo. Nói hay lắm.
Hôm nay Ai Gia dùng thân phận một người mẹ để nói chuyện với ngươi. Tình hình bây giờ có lẽ ngươi vẫn chưa được hiểu rõ lắm. Vậy thì hãy để Ai Gia nói thêm vài lời cho ngươi hiểu. Công tôn tiên sinh, có học trò, tiên sinh theo bổn phủ xử án nhiều năm, có từng thấy bổn phủ tha cho tên tội phạm nào chưa? Có từng nhìn thấy bổn phủ e ngại quyền quý mà không dám xử án chưa? Có từng nhìn thấy bổn phủ để cho người chịu oan ức phải gánh hàm oan, không được minh oan chưa? Chưa. Đây chính là nguyên nhân Lê Dân ba tánh tôn đại nhân là Thanh Thiên, cũng là nguyên nhân để người bị hàm oan trong thiên hạ còn có hy vọng. Bổn phủ không phải là quan thanh liêm duy nhất, chỉ cần là quan viên chịu suy nghĩ cho ba tánh thì trong lòng có công lý và chính nghĩa, đều là thanh thiên của ba tánh. Đại nhân nói đúng. Vậy thì cho dù bổn phủ không còn làm quan, cũng sẽ có vô số thanh thiên bảo vệ công lý chính nghĩa. Còn những người chịu hàm oan, họ vẫn tiếp tục có hy vọng. Đại nhân, bổn phủ chỉ là có chút cảm xúc, công tôn tiên sinh đừng để ý. Một khi hoàng thượng hạ chỉ, phò mã sẽ được đặc xá. Nếu ngươi không chịu hủy bỏ kiện cáo, bao đại nhân sẽ xử hắn trượng hình giam giữ. Đến lúc đó, tuy hắn đã bị tước thân phận phò mã, nhưng không bao giờ phục hợp với ngươi. Cùng lúc hai gia đình sẽ bị tan vỡ, con của ngươi và con của công chúa cùng lúc sẽ bị mất cha. Kết quả như vậy, với ngươi mà nói có ý nghĩa gì? Nếu dân phụ hủy bỏ kiện cáo thì sao chứ? Hoàng gia sẽ cho ngươi một số tài sản lớn, sẽ cho con ngươi được khôn lớn thành người. Số tiền đó đủ để ba mẹ con ngươi sống ngày tháng giàu có suốt đời. Nhưng chúng vẫn phải mất gia. Xin Thái hậu cho dân nữ được nói thẳng, như vậy có khác gì bán rẻ phu quân của dân phụ? Vậy thì ngươi muốn sao? Chẳng lẽ ngươi muốn phò mã theo ngươi về quê, để công chúa trở thành trò cười của hoàng gia? Không, Thái hậu, dân phụ không để huynh ấy về đâu. Vậy ngươi muốn làm gì? Công bằng. Điều dân phụ cần là hai chữ công bằng. Trả công bằng cho cha mẹ đã chết thảm của Trần Thế Mỹ. Trả công bằng cho hai đứa trẻ vô tội. Trả công bằng cho thê tử bị phu quân phụ bạc bỏ rơi trong thiên hạ. Thái hậu, điều dân phủ cần là điều này, chứ không phải là cuộc sống giàu sang với số tài sản to lớn như Thái hậu vừa nói. Câm miệng. Ngươi là một cô gái nhà quê, tại sao dám ăn nói với Ai Gia như vậy? Ai Gia có lòng tốt nói rõ tình hình với ngươi, sao ngươi không nhận tình? Dân phủ không có ý chọc giận Thái hậu, chỉ là không thể kiểm soát nỗi đau trong lòng. Nếu có hỗn láo, mong Thái hậu tha tội. Ngươi là một cô gái hiếm có, nếu đổi một hoàn cảnh khác, có lẽ ngươi với Ai Gia rất hợp nhau. Nhưng nói điều này có ích gì? Chuyện cần nói, Ai Gia đã nói hết. Ngươi tự suy nghĩ và quyết định đi. Người đâu? Có nô tài. Mời triển hộ vệ đưa ả về. Dạ.
Mời hoàng thượng đến đây, nói là Ai Gia có chuyện khẩn cấp muốn gặp hoàng thượng. Tuân chỉ. Thái hậu có làm khó ngươi không? Dạ không. Bà ấy đã nói gì với ngươi? Có phải muốn hủy bỏ kiện cao hay không? Bao đại nhân, Thái hậu nói nếu hoàng thượng hạ chỉ đặc xá Trần Thế Mỹ sẽ không bị xử trí theo tội khi quân. Gì? Bà ấy nói có thật không? Không sai, đúng là như vậy. Hương Liệt dám hỏi bao đại nhân, chẳng lẽ đây là luật pháp của triều đình? Ác pháp cũng là pháp, bốn phủ không thể làm gì khác được. Nếu đã như vậy, Hương Liên hiểu rồi. Xin bao đại nhân cho phép Hương Liên đưa hai con về quê. Cô vẫn có thể kiện Trần Thế Mỹ về tội bất hiếu với cha mẹ, bỏ rơi vợ con mà. Công tôn tiên sinh, nếu như Trần Thế Mỹ kia có tội, có phải cũng chỉ là trường hình giam giữ không? Không sai. Vậy Hương Liên còn kiện hắn để làm gì? Chỉ bằng hủy bỏ kiện cáo còn hơn. Có phải Thái hậu muốn cô hủy bỏ kiện cáo không? Thái hậu nói đồng ý cho mẹ con Hương Liên một số tài sản lớn. Cô đồng ý điều kiện của bà ấy à? Không đâu, Hương Liên chưa đi đến mức phải bán rẻ phu quân của mình. Nếu như vậy, sao cô còn muốn hủy bỏ kiện cáo? Có phải vì hình phạt quá nhẹ không? Là Hương Liên quá tức giận. Đây là ý gì? Hương Liên dẫn con lên kinh tìm kiếm, thật ra đã hết cách rồi. Nhưng có người tốt bụng nói bao đại nhân ở Khai Phong phủ có xưng hiệu Thanh Thiên, nhất định rửa sạch oan ức cho Hương Liên. Nào ngờ sau khi trải qua sóng gió, ngay cả hoàng thượng và thái hậu cũng xen vào chuyện này. Luật pháp triều đình cũng khiến bao đại nhân phải bất lực, không còn cách nào khác. Cho đến hôm nay, Hương Liên mới biết được. Trên đời này làm gì có Thanh Thiên? Cho dù hoàng thượng là bầu trời trên bầu bá tánh, nhưng đó chẳng qua là bầu trời giết người mà thôi. Từ nay về sau, Hương Liệt không tin tưởng công bằng chính nghĩa nữa. Từ nay về sau, Hương Liệt sẽ không tin thiên lý báo ứng nữa. Từ nay về sau, Hương Liệt có hàm quan đến chết cũng sẽ không kêu oan nữa. Khoan đã. Tần Hương Liên, vừa rồi ngươi vừa nói gì? Cho dù Hương Liên có hàm oan đến chết cũng không kêu oan
hơn nữa. Quay mặt qua đây. Bổn phụ có nói không làm chủ cho ngươi không? Bổn phụ có nói là để cho Trần Thế Mỹ kia được tiêu diêu ngoài vòng pháp luật hay không? Hôm nay bổn phụ sẽ cho ngươi thấy công lý chính nghĩa vẫn còn, thiên lý bao ưng vẫn còn. Bao đại nhân, quan ức quá. Chuyện hôn vậy? Có thuộc hạ lập tức đến phủ phò mã bắt giữ Trần Thế Mỹ về quy án, không được chậm trễ. Dạ. Triển hội vậy, hội vậy cho đi như thế nào? Triển Chiêu là ngự tiền tứ phẩm đối đạo hội vậy do hoàng thượng sách phong, trong đại nội hoàng cung không cần lệnh bài, có thể tùy ý ra vào, huống hồ chỉ là phủ phò mã nho nhỏ. Triển hội vậy đến đây có việc gì? Phụng lệnh bao đại nhân đưa phò mã tới khai phong phủ xét xử. Hả? Cái gì? Phò mã nên ngoan ngoãn theo Triển mổ đi, nếu để Triển mổ phải mời, ê rằng phò mã sẽ chuốc lấy nhục nhã. Hỗn láo, bổn cung là phò mã đương triều, đừng nói là ngươi, cho dù là bao đại nhân cũng không dám vô lễ với ta như vậy. Có lẽ bao đại nhân sẽ cho phò mã giữ lại chút sĩ diện, chắc phò mã gia vẫn chưa biết Triển mổ xuất thân giang hồ, với tính tình của Triển mổ lúc nào cũng có thể lấy mạng phò mã. Triển hồi vậy à? Đừng nổi giận, đừng nổi giận, bổn cung sẽ đi theo ngài. Đi thôi. Rồi công chúa, đã xảy ra chuyện gì? Dạ phò mã bị người ta đưa đi rồi. Hả? Cái gì? Đưa đi đâu? Khai phong phủ. Hoàng thượng gia lâm. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Mẫu hậu, xảy ra chuyện gì khẩn cấp mà phải gặp nhi thần vậy? Các ngươi lui hết đi. Ai gia có chuyện muốn nói với hoàng thượng. Dạ. Mẫu hậu, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Ai gia mời hoàng thượng đến là vì chuyện này cần phải có hoàng thượng ra mặt. Mời mẫu hậu nói. Ai gia muốn hoàng thượng hạ chỉ đặc xá cho một người. Cứu người à? Cứu ai vậy? Phò mã Trần Thế Mỹ, muội tế ruột của hoàng thượng. Hương Liên, Công Tôn tiên sinh, mời vào. Xuân ca đông muội nào, theo Trương Long thúc ra qua viên chơi đi. Đi chơi thôi. Đi theo thúc. Thúc thúc, đưa tụi cháu đi chơi đi. Đi thôi.
Đại nhân bảo ta qua đây dặn vài lời. Mời Công Tôn tiên sinh nói. Đại nhân sắp thăng đường, xét xử Trần Thế Mỹ. Chiếu theo thường lệ, nguyên cáo phải có mặt. Dân nữ sẽ tới. Không, đại nhân không cho cô nương tới. Tại sao? Đại nhân thăng đường, xét xử Trần Thế Mỹ, nhất định sẽ đưa Trần Thế Mỹ xử trảm tại chỗ, để nguyên cáo nhìn thấy hành hình. Thật ra là giao phó với khổ chủ, nhưng cô với Trần Thế Mỹ dù sao cũng là phu thê. Giữa chúng tôi đã ơn đoàn nghĩa tuyệt lâu rồi, e rằng chưa hẳn là vậy. Công Tôn tiên sinh, cô về hắn từ nhỏ đã kết bạn với nhau, 10 năm tình cảm chơi đùa với nhau, 10 năm ân tình phu thê. Cho dù tất cả hành vi của hắn khiến cô phải đau lòng, nhưng ân tình trước đây làm sao có thể xóa hết được. Cô đòi lại công bằng cho cha mẹ chồng và con cái là một chuyện, nhìn thấy hắn phải đầu mình hai nơi lại là một chuyện khác. Hương Liên, từ trước đến giờ cô đã mệt mỏi rồi, khổ không kể xiết, tại sao lại phải nhận thêm nỗi ám ảnh suốt đời không thể xóa được? Bao đại nhân không nhẫn tâm, nhìn thấy cô đã khổ lại càng thêm khổ. Tốt hơn hết cô đừng tới. Ý tốt của bao đại nhân Hương Liên hiểu rồi, sẽ dâng lời bao đại nhân. Vậy thì tốt. Cô với bọn trẻ cứ ở lại phòng này đi, sau khi xong chuyện sẽ đến thông báo với cô. Xin Công Tôn tiên sinh dừng bước. Công Tôn tiên sinh, nếu Thái hậu muốn hoàng thượng đặc xá, nếu bao đại nhân kiên quyết xử trảm người này, như vậy không phải làm trái thánh ý sao? Nếu như vậy, bao đại nhân, nếu bao đại nhân đã hạ quyết tâm, dĩ nhiên là có định kiến trước. Cô không cần lo lắng cho bao đại nhân. Dù Trần Thế Mỹ có bị người khác ép buộc cũng không nên làm như vậy. Hoàng thượng, bây giờ không phải là lúc giận dữ. Công chúa đã mang thai con của hắn, Bao Chưởng nhất định không tha cho hắn. Nể tình con cháu của hoàng thượng cứu hắn đi. Ai gia cũng đã cho truyền Bao Chưởng. Nếu hoàng thượng không hạ chỉ, hắn nhất định xử trảm phò mã ngay lập tức. Bao Chưởng làm không sai, Trần Thế Mỹ đúng là đáng tội chết. Hoàng thượng, chẳng lẽ hoàng thượng nhẫn tâm nhìn thấy muội muội ruột của mình tuổi còn trẻ thì phải thủ góa? Chẳng lẽ hoàng thượng nhẫn tâm nhìn thấy đứa trẻ đó chưa ra đời thì đã mất cha? Dù sao họ cũng là người của hoàng gia mà. Mẫu hậu, Trần Thế Mỹ bạc tình bạc nghĩa không bằng cầm thú,
Chính vì hắn là người của hoàng gia, thì Nhi Thần có thể hạ chỉ cứu hắn sao? Nếu truyền ra ngoài, Nhi Thần làm sao có thể phục chúng? Người đời nhìn Nhi Thần như thế nào đấy? Được. Nếu hoàng thượng bận tâm đến nhận xét của người đời như vậy, Ai Gia sẽ cho người thấy hoàng thượng bất hiếu như thế nào? Mẫu hậu, có khi nào Nhi Thần bất hiếu chưa? Hoàng thượng không nghe lệnh mẹ tức là bất hiếu. Ai Gia kêu hoàng thượng hạ chỉ cứu người, dù sao hoàng thượng cũng không tuân. Chẳng lẽ muốn Ai Gia quỳ xuống cầu xin hoàng thượng sao? Được. Được. Hãy để Ai Gia quỳ xuống cầu xin hoàng đế Đại Tống anh minh tài trí vậy. Mẫu hậu, mẫu hậu, tuyệt đối không được. Nhi thần sẽ lập tức hạ chỉ cứu mạng Trần Thế Mỹ. Ai Gia không ép buộc hoàng thượng, Ai Gia cũng là bất đắc dĩ thôi. Mẫu hậu đừng nói nữa. Người đâu? Có nô tài. Về ngự thư phòng chuẩn bị bút mực, trẫm muốn đích thân hạ chiếu. Nô tài tuân chỉ. Mẫu hậu yên tâm, Nhi thần sẽ cho người đến Khai Phong phủ truyền chỉ đặc xá miễn chết cho Trần Thế Mỹ. Vậy thì trông cậy vào hoàng thượng. Tần Hương Liên quyết định thế nào rồi? Cô ta quyết định nghe lời đại nhân, không tới công đường. Tốt lắm. Đại nhân, học trò có chuyện muốn hỏi, không biết có thích hợp hay không. Công tôn tiên sinh có việc cứ hỏi. Dạ. Đại nhân hạ lệnh bắt giữ Trần Thế Mỹ về xét xử, tất nhiên là mọi người vui lòng. Nhưng Thái Hậu đã nói sẽ xin hoàng thượng đặc xá. Nếu như vậy, đại nhân nhất định khó ăn nói với Thái Hậu. Công tôn tiên sinh đang lo lắng cho bổn phủ đó sao? Học trò không dám. Chỉ là công tôn tiên sinh, người có học như chúng ta, học tập ưng thi vào triều làm quan, thật ra là vì điều gì? Chẳng qua là muốn mượn công cụ của triều đình, góp một ít sức lực cho lê dân ba tánh, góp một chút công lao khuyển mã cho công lý chính nghĩa trên đời. Đại nhân lo cho nước cho dân, học trò không thể sánh bằng. Không, công tôn tiên sinh nói vậy là sai rồi. Công tôn tiên sinh học Phu Ngũ Sa, hiểu rõ xưa nay. Nếu như muốn truy cầu vinh hoa phú quý, đến đâu mà chẳng được, tại sao phải ở Khai Phong phủ suốt ngày vắt óc suy nghĩ, lo liệu an tình, chẳng qua chỉ được hai bàn tay trắng. Công tôn tiên sinh đến đây là vì điều gì? Học trò khâm phục phong thái cao thượng của đại nhân, hơn nữa còn cùng chung suy nghĩ. Không, đó là vì công tôn tiên sinh có tâm lòng thương người. Còn về triển hộ vệ, trượng nghĩa giang hồ, thích chuyện ân thù, thật ra là rất tự tại, nhưng lại cam chịu gò bó của pháp luật triều đình. Hắn đến đây là vì điều gì chứ? Triển hộ vệ hiệp can nghĩa đảm, xem điều ác như thù, hiểu rõ đại nhân không sợ quyền thế, trừ gian diệt bạo, vì vậy mới đầu thân quan phủ góp sức cho triều đình. Không sai. Cả ba chúng ta chưa từng vì chuyện cá nhân, bây giờ
Vì muốn giết Trần Thế Mỹ mà phải từ quan là chuyện nhỏ, nếu tuân lệnh cấp trên đảo ngược trăng đen là chuyện lớn. Trách nhiệm bảo vệ công lý chính nghĩa rất là nặng nề, so đo chuyện được mất cá nhân là chuyện nhẹ nhàng. Là lớn hay nhỏ, là nặng hay nhẹ, nhìn qua biết ngay. Tại sao công tôn tiên sinh còn phải lo lắng cho bổn phủ? Lời dặn ngọc của đại nhân khiến người ta thấu hiểu, học trò được lợi không ít, chí lớn không quên. Mẫu hậu, mau cứu phò mã đi. Đừng nóng ruột, hoàng thượng đã hứa với ai gia hạ chỉ rồi. Không được, đợi hoàng thượng hạ chỉ là không được rồi. Tại sao vậy? Bao chuẩn cho người bắt chàng về Khai Phong phủ rồi. Cái gì? Người đâu? Dạ. Bãi giá đến Khai Phong phủ. Dạ. Bao đại nhân, đại nhân đang làm gì vậy? Còn dám cho người khống chế bổn cung đến đây? Chẳng lẽ trong mắt đại nhân không còn dương pháp à? Phò mã đừng nổi giận, để bổn phủ cho phò mã gặp hai người này. Công tôn tiên sinh, mời hai vị. Vị này là tri phủ của Lỗ Châu phủ, Tôn đại nhân. Trong lúc phò mã già thi đậu trạng nguyên, chưa từng về Lỗ Châu báo tình, thảo nào bổn phủ không biết phò mã đến từ Trần Gia Thôn, huyện Thư Thành, hay là Bạch Dân Tự của huyện Hợp Phì. A Di Đà Phật, lão nạp là Nguyên Thông. Đại sư Nguyên Thông là phương trưởng trụ trì của Bạch Dân Tự Hợp Phì, chính là nơi học tập của phò mã già. Ở trong tự chắc là tiếp xúc đã nhiều. Bao đại nhân, lão nạp với cử nhân đang học tập Trần Thế Mỹ thật sự có quen biết. Còn lão nạp với phò mã là lần đầu tiên gặp nhau. Tôn đại nhân, đại sư, phiền hai vị đến làm chứng nhận người. Bây giờ thân phận của phò mã đã sáng tỏ, mời hai vị về phòng nghỉ ngơi. Dạ. A Di Đà Phật. Mời hai vị. Phò mã già, bây giờ phò mã còn gì để nói không? Không sai, bổn cung thừa nhận, bổn cung thật sự không phải đến từ Bạch Dân Tự. Nhưng bổn cung là phò mã đương triều, kim khoa trạng nguyên. Điều này không sai chứ? Điều đó tất nhiên. Nhưng trong tay bổn phủ còn có rất nhiều vụ án liên quan đến phò mã già, cần phải làm sáng tỏ. Phò mã già có thể theo bổn phủ lên công đường nói chuyện hay không? Có phải bao đại nhân muốn nói đến ba vụ án mạng không? Không sai. Bổn cung đã nói rồi, cái chết của ba người đó không hề liên quan tới bổn cung. Ừ. Trong lúc Ngụy Minh đến phủ Doãn Khai Phong tự thú nhận tội cũng đã nói như vậy. Nếu như Ngụy Minh đã nhận tội, bao đại nhân còn muốn bổn cung lên không đường có ích lợi gì? Ba vụ án mạng đó tuy là Ngụy Minh đã nhận tội, nhưng vụ nào cũng liên quan tới phò mã. Lát nữa trong lúc bổn phủ xét xử Ngụy Minh còn phải đối chất với phò mã. Nếu phò mã không chịu đến nghe xử, không phải là có tật giật mình hay sao? Nếu đã như vậy, bổn cung theo bao đại nhân lên công đường thì có gì đáng sợ chứ? Được, bổn phủ sẽ gặp phò mã già trên công đường. Người đâu? Dạ. Truyền lệnh thăng đường. Dạ. Wait.
giải phạm nhân Ngụy Minh. Giải phạm nhân Ngụy Minh lên công đường. Ngụy Minh. Có phạm quan. Hôm qua người đến khai phong phủ để tự thú. Trên công đường của bổn phủ, ngươi đã thành thật thừa nhận tội trạng. Hôm nay có cần bổn phủ xét hỏi lại hay không? Phạm quan đã nhận tội rồi, sao bao đại nhân còn muốn xử lại? Trong lời khai của ngươi đã thừa nhận tội trạng dưới đây, bổn phủ sẽ lần lượt nhắc lại. Nếu như ngươi muốn sửa đổi lời khai, ngươi có thể đề xuất với bổn phủ ngay tại đây. Ngươi hiểu chứ? Phạm quan hiểu rồi. Theo lời khai của ngươi, công chúa có ý triệu Tân Khoa Trạng Nguyên Trần Thế Mỹ làm phò mã. Ngươi đã điều tra hắn đã có vợ con. Sau đó, ngươi tìm được cử nhân thi rớt của Bạch Dân Tự hợp phì cùng tên cùng họ với hắn, đổi ngược học tịch của hai người này để Trạng Nguyên mạo danh người khác được triệu làm phò mã. Có phải vậy không? Đúng là như vậy. Để đề phòng bị vạch trần, ngươi đã lệnh cho thị vệ phủ phò mã Hàng Kỳ sát hại Trần Thế Mỹ của Bạch Dân Tự. Sau đó xác chôn ở khu rừng ngoài thành Đông, phải vậy không? Phải. Nguyên phôi của phò mã Tần Hương Liên đến gặp bổn phủ kiện Trần Thế Mỹ ruồng bỏ vợ con. Địa bảo của Trần Gia Thôn là Trần Xuân đã được bổn phủ truyền đến khai phong phủ để nhận người. Người mua chuộc hắn cho lời khai giả, sau đó lại lệnh cho Hàng Kỳ sát nhân diệt khẩu, đúng vậy hay không? Đúng vậy. Tần Hương Liên không nhẫn tâm nhìn thấy phò mã thọ hình, thà hủy bỏ kiện cáo trở về quê nhà. Vì muốn diệt cỏ tận gốc, cắt tuyệt hậu hoạn, ngươi lại phái Hàng Kỳ truy sát hai mẹ con họ. Có chuyện này không? Hồi bao đại nhân, tuy phạm quan có ra lệnh cho Hàng Kỳ đi truy sát nhưng không thành công. Đó là gì? Hàng Kỳ còn có chút nhân tính nên đã tự sát mà chết, cho nên ba mẹ con Tần Hương Liên mới được toàn mạng. Sau đó lại đề xuất kiện cáo với bổn phủ. Lời khai vừa rồi có điểm nào người muốn sửa đổi hay không? Không. Phạm quan nhận hết tội lỗi. Được. Nếu đã là vậy, người dưới đường nghe phán. Khoan đã. Tại sao? Ngươi còn có chuyện gì muốn nói sao? Bao đại nhân, tuy phạm quan đã thừa nhận tội trạng nhưng mọi chuyện đều không liên quan tới phò mã gia. Câm miệng. Có liên quan đến phò mã hay không, bổn phủ sẽ có phán quyết. Ngươi không cần phải có nhiều lời. Ngụy Minh, ngươi thân là tổng quản ở phủ phò mã nhưng lại xem thường luật pháp triều đình, liên tiếp sai khiến Hàng Kỳ sát hại người vô tội, dung túng Trần Thế Mỹ mạo danh người khác, đã phạm đại tội khi quân. Ba nhân mạng bị hại, hai gia đình phải tan vỡ. Tội lỗi nghiêm trọng, luật pháp khó tha. Chiêu theo luật lệ đại tông, bổn phủ phán ngươi tội chém đầu. Người đâu? Dạ. Chuẩn bị hổ đầu đao. Dạ. Come.
với Long Muội ra ngoài chơi được không mẹ? Không được đâu. Bao đại nhân nói rồi, chúng ta không được rời khỏi ngôi nhà này. Tại sao vậy mẹ? Tại vì vì Bao đại nhân đang xét xử kẻ xấu. Nếu các con ra ngoài chơi, nhất định sẽ ảnh hưởng đến Bao đại nhân. Là kẻ xấu gì vậy? Mẹ cũng không biết. Nhưng sau khi Xuân Ca lớn lên, không được làm chuyện xấu, hiểu chưa? Dạ hiểu. Vậy con với Đông Muội sẽ chơi ở trong nhà. Chơi đi. Nhanh lên, nhanh lên quên đi. Tìm Muội đi. Nhanh lên tìm Muội qua đi. Bên kia đi. Được. Tìm Muội đi. Nhanh lên. Mã gia. Bao đại nhân. Vừa rồi, trong lúc xét xử tuyên phán hành hình Ngụy Minh, phò mã đã tận mắt chứng kiến. Chẳng hay phò mã nhận thấy thế nào? Ngụy Minh đã phạm trọng tội, tội ác tày trời, quả là đáng chết. Bao đại nhân, xử án rất công bằng. Bổn cung khâm phục. Phò mã đừng vội khâm phục bổn phụ. Bây giờ đến lượt phò mã gia rồi. Vừa rồi Ngụy Minh đã nói rất rõ ràng, những chuyện đó đều không liên quan đến bổn cung mà. Bất kể liên quan hay không, đều không liên quan đến chuyện bổn phụ xét hỏi phò mã. Vậy Bao đại nhân muốn xét hỏi bổn cung chuyện gì? Trong tay bổn phụ có một cao trạng. Một người đàn bà ở Trần Gia Thôn trên Tần Hương Liên, kiện chồng của ả, Trần Thế Mỹ, bất hiếu với cha mẹ, ruồng bỏ vợ con. Phò mã chính là bị cáo ở trong vụ này. Chẳng hay phò mã có biện giải gì? Cha mẹ của bổn cung đã qua đời vì nạn đói ở quê nhà. Nhưng lúc đó bổn cung đang ở trên kinh thành, không hề hay biết. Bổn cung cũng biết là mình đã phạm tội bất hiếu. Bổn cung đồng ý chấp nhận phán quyết theo luật của Bao đại nhân. Vậy dù bỏ vợ con thì phải thế nào? Bao đại nhân, phu thê trên đời này làm sao đều được đầu bạc răng long. Nếu Bao đại nhân phán tội theo điều này, bổn cung không có gì để nói nữa. Dù sao phò mã cũng chịu thản nhiên nhận tội. Trên công đường của Bao đại nhân đây, làm sao bổn cung có thể xảo biện thoát tội? Bổn cung chờ nghe Bao đại nhân phán tội.算上，自己快乐满意就好。
đi chiều hòa.